Minh sư Ruma, con đường đem đến sự giải thoát, pháp môn diệu âm, bí quyết tu hành một đời giải thoát, khai thị 10. 7. Chiến tranh bắt nguồn từ sự vô minh. Minh sư Ruma thuyết giảng tại doanh trại quân đội, tỉnh Kampong Chenang, Campuchia, ngày 11 tháng 3 năm 2009. Chào quý vị, chúng ta hãy cùng nhau nhắm mắt lại một vài giây để cầu nguyện cho thế giới, cho đất nước Campuchia và đặc biệt cho vùng đất Kampong Chenang nhận được nhiều sức gia hộ của Phật, Bồ Tát. Cầu nguyện cho những vong linh quá cố, những anh hùng liệt sĩ và những người dân vô tội đã hy sinh trong thời chiến tranh được Phật Đà cứu giúp, giải thoát linh hồn cho họ khỏi sự tối tâm, vô minh. Cảm ơn quý vị. Hôm nay, ta rất vui khi được trở lại nơi đây lần thứ hai với dân tộc Campuchia, một dân tộc đơn thuần và có nhiều tình thương nhưng đã phải chịu quá nhiều khổ ải. Ta nghĩ, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Một ngày nào đó, tất cả quý vị sẽ lại có được vinh hoa phú quý và được Phật Bồ Tát gia hộ. Đôi khi do đời trước, quý vị đã gieo những nhân không lành, nên đời này quý vị phải trở lại để tiếp tục trả quả. Lúc đã trả xong, quý vị sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Những thiên tai hay chiến tranh xảy ra là do sự hiểu lầm của chúng sanh và nhân nghiệp của nhân loại gây ra. Điều này đã làm cho con người ở rất nhiều nước trên thế giới phải chịu đau khổ, chết chóc. Trong đó có Campuchia. Nếu con người chúng ta khai ngộ, hiểu được chân lý của Đức Phật, thì thế giới này sẽ không còn chiến loạn, không còn cảnh bao gia đình trong nhân thế phải chịu đau thương. Cũng do còn nhiều người chưa thấu hiểu được lời dạy của Đức Phật, nên mới gây ra thảm họa cho chúng sanh như vậy. Tất cả đều do nhân nghiệp mà sanh thành. Nếu biết hướng vào bên trong để tìm lại chính mình, thì con người chúng ta sẽ không bao giờ còn đau khổ. Đức Phật đã nói, trong con có ngôi chùa cao quý, ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, có trí huệ và tình thương bên trong, nhưng họ không hiểu điều đó, nên họ vẫn phải sống trong đau khổ, hiểu lầm nhau và tiếp tục tạo ra những chuyện không lành. Do đó thế giới này mới có chiến tranh, thảm họa. Chứ thật ra bản chất của con người chúng ta là rất tốt và biết yêu thương nhau. Hồi nhỏ, ta cũng sống trong cảnh nghèo như quý vị. Nhưng khi sang Mỹ, ta đã có một cuộc sống sung túc hơn. Tuy vậy, ta vẫn cảm thấy cuộc đời rất ngắn ngủi. Vinh hoa, phú quý chỉ là ảo tưởng, là giấc mộng của con người. Vậy nên, ta đã quyết chí đi tìm con đường tu học để cầu phước lành cho nhân loại và chia sẻ chân lý của Đức Phật đến với muôn loài chúng sanh trên thế giới này. Con người chúng ta được sanh xuống thế gian này không phải để chịu cực, chịu khổ, mà xuống đây là để hiểu biết chân lý của Đức Phật, hiểu mục đích của mình sống trên đời này và biết được sau khi chết mình sẽ đi về đâu. Ngoài thế giới mà chúng ta đang sống, còn có một thế giới khác vô cùng đẹp và giàu có hơn rất nhiều. Con người chúng ta ai cũng có thể đến đó. Như trong kinh điển, Đức Phật đã từng diễn đạt một thế giới vô cùng đẹp. Đường đi được lót bằng vàng, nhà được nạm bằng lưu ly, ngọc ngà, châu báu. Chùa chiền cũng được nạm vàng và con người ở đó vô cùng thánh thiện. Đất nước Campuchia là một trong những đất nước còn giữ được truyền thống nguyên thủy của Phật giáo. Xây chùa thường nạm vàng bên ngoài. Lúc lìa bỏ nhục thể này, nếu như con người chúng ta tin tưởng Đức Phật, thì chúng ta sẽ được trở về thế giới đó. Thời nào cũng có Phật, chứ không phải chỉ trên 2.500 năm trước mới có Phật ra đời tại Ấn Độ.
đời đời kiếp kiếp, Phật đều hiện diện trên thế giới này để giáo hóa chúng sanh, đem chân lý và tình thương của vũ trụ ban rải cho nhân loại. Ta nghĩ đất nước Campuchia từ đây sẽ có nhiều điều thiện lành. Mai này, đất nước Campuchia sẽ rất giàu có. Nếu như những nhà chính trị vẫn tiếp tục giữ gìn đạo đức, giữ những sự thiện lành, tăng trưởng nền tâm linh, tôn trọng các nhà sư và những người thờ Phật, cúng Phật, thì đất nước Campuchia sẽ rất phồn thịnh. Nhưng trước tiên, dân tộc này cũng cần có một thời gian để hóa giải nhân nghiệp của đất nước. Khi nhân nghiệp đã hết, quý vị sẽ được sống một cuộc sống thanh bình, giàu có và có được sự an lành từ bên trong. Con người chúng ta ai cũng muốn tìm được phước lành ở hiện tại mà không chịu đi tìm một loại công đức có thể xài hoài không bao giờ hết. Ai cũng lo cho nhục thể bên ngoài mà không ai chịu lo cho linh hồn bên trong. Quý vị chỉ cầu một miếng ăn cho bữa nay, ngày mai, một tháng hay một năm, mà không bao giờ cầu một miếng ăn cho đời đời, cho con cháu xài hoài không hết. Đó là món ăn thiên đàng. Ta đã đi khắp nơi để nhắc nhở mọi người điều này. Nếu quý vị muốn thì ta sẽ giúp quý vị nhớ lại vị Phật bên trong của mình. Ta đã có chìa khóa để mở cánh cửa thiên đàng, giúp quý vị trở về ngôi nhà của Đức Phật. Lúc quý vị đã khai ngộ thì gia đình, tổ tiên, đời đời kiếp kiếp của quý vị cũng như đất nước của quý vị sẽ xài hoài không hết công đức, phước báo và những ơn lành mà thiên đàng mang đến cho mình. Đôi khi, quý vị chỉ biết hiện tại, không nghĩ tới chuyện lâu dài. Điều này thật uổng phí cho kiếp sống làm người của mình. Nếu muốn biết nhìn sâu xa hơn nữa, quý vị nên tìm một phương pháp để nhắc nhở mình hướng vào bên trong, tìm lại vị Phật của chính mình và luôn cầu nguyện Đức Phật gia hộ. Quý vị sẽ phát nguyện xuống thế gian này là để đóng một giai tuần nghèo, sống trong một đất nước nghèo khó để làm tấm gương cho thế giới, đánh thức những đất nước và những người giàu có, giúp họ có cơ hội mở mang lòng bác ái, lòng thương, biết giúp đỡ đồng loại. Ta nghĩ, nếu quý vị hiểu được chân lý của Đức Phật, thì tất cả mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp và loài người chúng ta sẽ nhận được rất nhiều hồng ân từ thiên đàng. Ta xin ngừng ở đây, chúc tất cả dân chúng Campuchia có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ nhờ ân điển và sức gia hộ của Đức Phật. Ta cầu chúc cho con cái quý vị được lớn khôn, thông minh, học giỏi và còn nhiều may mắn trên bước đường làm người. Ta không bao giờ quên quý vị. Mỗi ngày, ta đều cầu nguyện cho dân làng nơi đây, cho những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc nhận được sự gia hộ của Phật, Bồ Tát và thăng thiên về cõi Phật. Ta đại diện cho những người học trò, mời quý vị dùng một bữa cơm chay qua tình thương yêu và tấm lòng thành của thầy trò chúng tôi. Sách đối thoại với Thượng Đế, quyển 1. Là cuốn cẩm nang tâm linh thiết yếu Minsuruma dành tặng cho những thiền sinh tu hành thiền định, âm thanh và ánh sáng nội tại nói riêng và những chúng sanh có lòng khát khao một đời giải thoát đang tìm về con đường tu hành chân chính trong thời đại minh sư tại thế nói chung. Cuốn sách mang lực lượng hòa bình và yêu thương vị minh sư tại thế gửi đến nhân loại thế kỷ 21. Sách đối thoại với Thượng Đế, quyển 1. Vấn: Kính bạch Minh Sư Ruma, theo con được biết, trên thế giới hiện nay, có một số thiền sư cũng tự nhận mình là Phật tại thế và đi truyền chánh pháp. Con đọc Kinh Phật cũng thấy nói rằng, vào thời mạt Pháp,
Ma vương thường dựng lên rất nhiều hình tướng khác nhau để chúng sanh không biết đâu là chánh pháp thật sự mà tu học theo. Vậy những vị thiền sư tự nhận là người truyền bá chánh pháp kia do ma vương dựng nên hay do thật sự là những vị thánh nhân xuống nhân gian trong thời mạt pháp để hỗ trợ minh sư cứu độ chúng sanh? Kính xin minh sư khai thị, con xin cảm ơn minh sư. Đáp: quý vị đừng nên xen vào chuyện của người khác như vậy. Phật chỉ độ người có duyên. Nếu họ có duyên với ai thì họ sẽ đi độ người đó. Nếu quý vị thấy vị nào truyền chánh pháp mà cảm thấy mình có duyên với họ thì quý vị theo học. Còn nếu cảm thấy người đó không có duyên với mình thì thôi, cứ để cho họ đi độ những người có duyên với họ, chứ đừng phản xạ lại. Đừng nói họ là ma vương hay là gì cả. Dù họ có tự xưng mình là Phật hay là gì cũng không cần biết. Chỉ cần họ biết dạy cho người ăn chay, tu hành, ngồi thiền, giúp ích cho xã hội, đem lại sự bình an cho thế giới, khuyên mọi người biết phát huy tình yêu thương đối với nhau, thì quý vị biết đó là Phật, là Thánh Nhân, Bồ Tát. Nếu có hàng vạn người làm được như vậy rồi tự xưng mình là Phật, thì điều đó lại càng tốt cho thế giới này. Quý vị đừng bao giờ tranh đấu hay hỏi tại sao như vậy, tại sao như kia, mà nên nhìn xem hành động, cử chỉ của họ làm có tốt không, có giúp ích được cho xã hội không. Chứ đừng nghĩ đến cái phần xấu của họ. Nhà ai cũng đều có rác, trong hoàng cung lộng lẫy cũng có rác. Nhưng quý vị đừng bao giờ đi vào nhìn cái thùng rác, mà hãy nhìn vào cái phòng khách trang hoàng đẹp đẽ của họ. Hãy nhìn vào vị Phật, vị minh sư, nhìn vào lực lượng tối thượng bên trong của họ, chứ đừng nhìn vào cái phàm phu bên ngoài của họ. Năm canh dầu mong, mong thì suốt tìm. Mẹ con tiền khúc ruột mềm, xa con mẹ đứng bên thềm ngóng trông. Đời con xa mẹ bơ vơ, đêm đêm cầu mong thương mẹ biết bao. Giờ đây cách biệt phương trời, mong sao một ngày gặp lại mẹ ơi. Mẹ ơi con vẫn nhớ, nhớ vòng tay mẹ hồi xưa, ôm con mến vong vẫn chưa ngày hè.
ngày con xa mẹ ra đi, năm canh trầu mong mong thì suốt tìm mẹ con tiền khúc ruột mềm, xa con mẹ đứng bên thềm ngóng trông. Đời con xa mẹ bơ vơ, đêm đêm cầu mong thương mẹ biết bao. Giờ đây cách biệt phương trời, mong sao một ngày gặp lại